Cũng vậy, hôm nay Dương Lành Tròn Đủ ngày Tam Tạng 14 có cuộc gặp gỡ tất cả Phật tử Việt Nam trên Zoom để tổ chức buổi thuyết pháp. Thì cũng vậy, chiều ngày hôm nay ngài sẽ ban bố chúng ta một cái bài pháp thoại với cái đề tài là sự kỳ diệu đặc biệt của biển, tám điều kỳ diệu của biển. Cũng vậy, trong giáo pháp của Đức Phật cũng có tám điều kỳ diệu giống như là biển. Cái đề tài hôm nay là giống như vậy. Karabama nyasavya ha tauti myu ye a shi be ma ti sao tha de vigata kha dagama ji ye chang phit de pobba yong chang ma tan tong ni ba de pobba yong chang so la pobba so la a shi a yat tauti myu ye a shi be ma ti sao tha da mu lo pobba ra ma lo kho de chang ma ji vigata kha ye chang le phit ba de. Tại kinh thành Savatthi thì phía đông, phía đông của kinh thành Savatthi thì có một ngôi chùa tên là Babbarama. Thì ngôi chùa Babbarama này là gì? Là chính ngôi chùa của bà Visakha. Bà ta là người xây dựng ngôi chùa đó để mà cúng dường đến cho Đức Phật cùng chư đại đức tăng cư ngụ. Phật đàm nhá sở phía hà lý dạy ngá hòa tên tông đề khả mà Padma Vanasema Tangaro Shemya Degu Nyaswa Vyaga Ubuni Ma Oara Badima Hobyali Shivare Ubuni Dang Oara Badima Ku Nyaswa Vyaga Hobyali Shivare. Cũng vậy, theo lịch sử đúng không? Chúng ta biết rằng Đức Phật đã trải qua 45 năm Hoằng Dương Chánh Pháp. Hoằng Dương Chánh Pháp. Vậy từ lúc cái năm 20 đó thì Đức Phật bắt đầu ban sila tia và quyền và lê quy ni nó huyền đó quan sê đó quan sê, thì Đức Phật bắt đầu thiết lập ba ti mốc khá là thiết lập giới luật đến cho chư đại đức tăng. Thì lúc đó Đức Phật vào hạ thứ 20 thì Đức Phật bắt đầu ban bố về giới luật cho chư đại đức tăng. Nhớ so với quan sê chi mà đi ra lan phi khai ba re phi bông nga ro a kha ra ba ma nya swa phya ga u bông ni ma ai di pauk ba ra ma chang dai ma u bông piu de u bông ni ma nya swa phya ga o wa ra pa di ma pya bu tan ga ro di a song a nhi thai ni ja ba re. Như vậy từ hà 20 bắt đầu Đức Phật ban bố ba ti mốc khá, thì mỗi tháng 2 lần vào ngày 15 và ngày 30 đúng không? Một tháng hai một vào ngày những ngày giới, một tháng hai lần như vậy. Thì một ngày nọ tại ngôi chùa Babbarama của bà Visakha, thì chính là ngày hôm đó chính là ngày giới, thì Đức Phật cùng với chư đại đức tăng bắt đầu Đức Phật ban bố giới luật, là quy định những giới luật đến cho chư đại đức tăng. Nhã sở bia ga a chim bà đi mập bia để chém mà nhà sáu bia cả mập bia bên này chém ngã nhìn nét là để nhà xe này lọ xì đó để khám mà xem anh em ta cả thà bị đó nhà sáu bia của sáu bà đấy xem bia ô à là bà đi mập hỗ trợ bùi à chém trái ở bà bị bia lo anh lo sáu thà để khám mà nhà sáu bia cả anh em ta hỗ trợ nhà bên ta ha mà xem chế bù lo ai lưu mấy mà tăng ga bị lão liều vậy tăng ga nhai nhai thong chỉ thì nghe nói rằng vào ngày giới tại ngôi chùa của bà Visakha thì đó là ngày giới đúng không, thì chư tăng quy tụ rất là nhiều, rất là đông chư tăng, trong đó có Đức Phật. Thì là ngày hôm đó, tối ngày hôm đó, Đức Phật cùng rất đông chư tăng, các vị thánh nhân phàm tăng rồi thánh nhân rất là nhiều cùng quy tụ tại ngôi chùa của bà Visakha để mà làm lễ lễ Ubosatha. Thì khi làm lễ Ubosatha như vậy thì lúc 10 giờ tối, khoảng 10 giờ tối
Thì ngài Ananda mới đứng lên, bởi vì ngày hôm đó là chư tăng hội đủ đông đông đủ rồi, còn chờ Đức Phật nói lên thôi, còn chờ Đức Phật để Đức Phật ban bố thôi. Nhưng mà thấy Đức Phật không nói gì hết, rồi mới ngài Ananda mới đứng lên bạch Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn thỉnh ngài hãy ban bố giới luật Ba Ti Mốc Khá để cho chư đại đức tăng. Thì khi ngài Ananda tác bạch lần đầu tiên như vậy, thì Đức Phật bảo rằng: này Ananda, trong cái hội đoàn này, trong cái ngôi chùa này, trong cái tăng đoàn này không có thanh tịnh. Này Ananda, Đức Phật nói rằng tăng hội chúng tăng đoàn này đang tập trung tại cái ngôi chùa Bà Visakha này không có thanh tịnh. Đức Phật này nói như vậy. Này Ananda, hội chúng tăng đoàn tại nơi đây không được thanh tịnh. เมย์พี่รอปริตตกตังอปริตตกญิงวะเดบดุมาบามาไม่ลุกจักอูเอริโลเนี่ยญาเสนนายีทูตวาเดคาจารอะอาจารย์ท่าพี่รอเมษสวพยากูท่าช่อบาเดชัมพยานี้เนี่ยบาพี่พยาโอ้อะราปาติมาฮบยาชิงจังบาพี่พยาโลช่อเดคาแลเมษสวพยากอานันดาปริตตมะเส้นเจบูโลไม่เปลี่ยนมาเด Rồi Đức Phật này nói rằng trong cái hội chúng này, hội chúng tăng đoàn này không được thanh tịnh. Đức Phật nói như vậy xong thì chư tăng im lặng, và ngài Ananda cũng im lặng. Ngài Ananda cũng vẫn im lặng luôn. Thì đến lúc khoảng 12 giờ khuya, rồi thấy Đức chờ lâu như vậy, rồi ngài Ananda bắt đầu lên thỉnh Đức Phật bạch Đức Thế Tôn: bây giờ thỉnh ngài ban bố giới luật Ba Ti Mốc Khá. Thì Đức Phật lại nói rằng, đây lần thứ hai ngài Ananda tác bạch Đức Phật. Thì Đức Phật bảo rằng: này Ananda, trong cái hội chúng tăng đoàn hiện diện nơi đây không được thanh tịnh. Này Ananda, cái hội chúng tăng đoàn ở nơi đây không được thanh tịnh. Đức Phật ngài nói như vậy. Sa Ananda ga mane nanai ma tha pi lo shop ba de san bya o ana ba be na yi bya mane nanai nanai ha nanai ha mane nanai lo yo wa de san bya o ara ba di ma ho pya lo ma bya san bya no ta ni ko yo wa do me bya Ananda paritta ma san che bu lo be myat saw bya ga pyo ba de. Rồi sau khi Đức Phật ngài nói rằng ở trong cái tăng đoàn này không được thanh tịnh, rồi chư tăng cũng im lặng luôn, ngài nó đang im lặng. Thì khoảng tiếp tục cái lần thứ ba lúc 2 giờ khuya, lúc 2 giờ khuya. Rồi Ananda mới đứng dậy bạch Đức Thế Tôn, kính bạch Đức Thế Tôn, trời sắp sáng rồi, kính mong ngài hãy ban bố giới luật Ba Ti Mốc Khá đến chư đại đức tăng. Đức Phật lại trả lời: này Ananda, trong cái hội chúng tăng đoàn này không được thanh tịnh, không được trong sạch. Này Ananda, Đức Phật ngài nói như vậy. အဲ့ဒီလိုတုံးချိန်တုံးခါစိတ်သွားတဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ဝဲဘက်မှာတရံတုံးနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တာဝကကြီးဖြစ်တဲ့တကူအရာမှာလည်းပဲဣတရေအရာထားတဲ့အရှင်မောက္ကလနာကပရိသတ်ကိုကြီးလိုက်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကဘာဖြစ်လို့ပရိသတ်မဆန်ကျေဘူးလို့ပြောနေတာလဲလို့ကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာပါရာဇိကကြထားတဲ့ဦးဇံတစ်ပါးကိုအရှင်မောက္ကလံကမြင်ပါတယ် အဲ့လိုမြန်တဲ့ခါမှာအရှင်မောက္ကလံကနေရာကထသွားပြီးတော့အဲ့ဒီကိုယ်တော်နာကိုသွားပြီးတော့အဲ့ကိုယ်တော်ကိုပြောပါတယ်ကိုတော်မြတ်စွာဘုရားကတညလုံးအရှင်ဘုရားကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောနေတာကိုယ့်ရဲ့ကိုချမ်းသီလကိုကိုမမမိဘူးလားကိုယ့်ရဲ့ကိုချမ်းသီလကိုကိုသိပြီးတော့အလိုက်တက်သည့်ပရိသတ်ထက်ကနေထသွားပါလားအရှင်ဘုရားကခုကဒီတိုင်းပဲထိုင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အရှင်မောက္ကလံကအဲ့ဒီကိုယ်တော်ရဲ
đã gặp vụ bệnh bị đọt thế cả, đã gặp men đông ngủ bệnh lây bà đấy. Cũng vậy, ngài Ananda trúng vào ngày giới ngày Bodhisattva làm lễ, Đức Phật ban bố giới luật vào ngày Bodhisattva như vậy, thì ngài Ananda trình tác bạch với Đức Phật ba lần, tác bạch Đức Phật ba lần, và Đức Phật trả lời là: này Ananda, trong hội chúng này không được thanh tịnh, không được trong sạch. Ba lần như vậy đó, thì Đức Phật trả lời ba lần như vậy xong ấy, thì sao, bắt đầu ngài Mục Kiền Liên là cánh tay trái của Đức Phật, là một vị gọi là đại thanh văn, gọi là thường thủ thanh văn, là một vị thường thủ thanh văn. Ngài Mục Kiền Liên là gì? Là một vị đệ nhất về thần thông. Và ngài Mục Kiền Liên thấy rằng Đức Phật từ chối ba lần, ngài Đức Phật bảo rằng trong hội chúng này không được thanh tịnh, thì ngài Mục Kiền Liên bắt đầu suy xét rằng cái lý do tại sao mà Đức Phật lại nói như vậy, tại sao Đức Phật lại hành động như vậy, lại nói những lời như vậy. Thì bắt đầu ngài Mục Kiền Liên sử dụng thần thông
để mà soi dự sự bằng thông, để mà nhìn ngắm hội chúng, quan sát hội chúng bằng cái thần thông, bằng cái trí tuệ của thần thông đó, để quan sát hội chúng có thật sự thanh tịnh hay không. Thì ngày một Quyền Liên sử dụng thần thông để quan sát tâm, thì biết được rằng trong cái hội chúng tăng đoàn đó rất là đông, nào là thánh nhân, phàm nhân rất là đông. Thì trong hội chúng tăng đoàn đó, thì ngài Mục Kiền Liên thấy có một vị tỳ kheo bị phạm giới Parachika, là bất cộng trụ. Có nghĩa là có vị bất cộng trụ là gì? Là gồm bốn giới cộng trụ. Thứ nhất là giết người nè, hành dâm nè, trộm cắp nè, rồi gì nữa, khoe phép bậc công nhân. Đó là bốn pháp cộng trụ. Nếu một vị tỳ kheo phạm vào bốn pháp cộng trụ đó thì không phải là tỳ kheo nữa, là phải vị đó phải hoàn tục, vị đó phải rời tăng đoàn đó. Và ngài Mục Kiền Liên ngài thấy được rằng trong cái hội chúng có Đức Phật, có chư tăng, thánh tăng, phàm tăng rất nhiều, thì có một vị tỳ kheo không thanh tịnh, phạm ba giới Parajika rồi, thì vị đó không phải là chư tăng nữa, mà vị đó cần phải rời tăng đoàn, không được sống chung tăng đoàn. Vì cái lý do đó mà Đức Phật bảo rằng này Ananda, trong hội chúng tăng đoàn này không được thanh tịnh, là chính là vì do gì? Là do trong hội chúng đó có một vị tỳ kheo phạm Parajika. Rồi bắt đầu ngài Mục Kiền Liên thấy được rằng vị này phạm Parajika xong, thì vị đó bảo rằng này vị tỳ kheo, này ông, Đức Phật bảo ông đấy, ông là người đã phạm giới Parachika rồi, ông làm cho tăng đoàn không thanh tịnh. Vì vậy Đức Phật nói rằng trong cái tăng đoàn này không được thanh tịnh là vì ông. Đức Phật đang nói đến ông đấy. Vì vậy ông hãy rời bỏ hội chúng mà đi ra, không được sống chung trong hội chúng. Mà chư tăng đang làm lễ Uposatha thì ông hãy rời đi, bởi vì ông không phải là chư tăng nữa, không phải là một vị tỳ kheo nữa. Rồi ngài Ananda bắt đầu gì? Nắm cổ vị đó lôi ra, bảo vị đi ra. Rồi đóng cửa lại. Đó nè, xem mọi cái làng ấy của đồ gỗ, tất cả tiền phép của thâu bí đồ, tất cả bệnh bí đồ nhá sọ bí đồ, sức khô bí đồ, xem bí đồ, bà đi mọ, bí đồ yá bà bí đồ, bà đi tạ sàn chè đồ bà bí đồ, lù, sọ đại khám bà, nhá sọ bí đồ gà, ý, hô bí, ồ, bí nì gà sà bí đồ, nhá sọ bí đồ gà, đi ô ra bà đi mọc của mà nó xuống nhà mà bia đồ bù đi ní gà xa bì đồ tăng gà rồi đi gà vì ní bà đi mọc bà lì đi bế khu bà đi mọc của tình thêm mà dốt xuống bì đồ bế đi ní gà xa bì đồ mà bà đi mọc bia chà bà nhá xa bia gà đi ní gà xa bì đồ ô ra bà đi mọc mà bia đồ bù tăng gà lúng lên vậy nó tăng gà đi gù lúng lại mấy nè mấy nè mà tăng gà đi gù lên lên lại đạp lên lên lại bên lúng đó ế đó bắp xếp lúng lên sụ đó sụ đó nhà sọp nhà gà đi ta đã nói rồi anh vừa xích chặt cổ đi nhà mà hộp nhà vào đấy cũng vậy. Sau khi ngài Mục Kiền Liên bảo cái vị tỳ kheo phạm giới Parajika rời hội chúng xong ấy, rồi đóng cửa lại, đuổi vị đó ra và đóng cửa lại, trong đó có rất là đông hội chúng chư tăng và có Đức Phật chứng minh. Thì sau khi đuổi vị đó ra rồi thì Đức Phật, rồi ngài Mục Kiền Liên đến gặp Đức Phật bạch Đức Thế Tôn, một vị đã không trong sạch, đã rời bỏ hội chúng rồi, chúng con đã đuổi vị phạm giới Parajika, đã rời hội chúng rồi bạch Đức Thế Tôn, hiện tại trong cái tăng đoàn này, trong ngôi chùa của bà Visakha này, tăng đoàn đã thanh tịnh rồi bạch Đức Thế Tôn. Ngài Mục Kiền Liên tắc bạch Đức Phật này, rồi Đức Phật bảo rằng đúng rồi, sa thú này Mục Kiền Liên. Cũng vậy, hôm nay Như Lai bảo rằng bắt đầu ngày hôm nay các ông sẽ là người đọc tụng Ba Ti Mốc Khá. Những cái thời họa hạ đầu tiên á, khi Đức Phật còn tại thế, là Đức Phật gì? Đức Phật bảo, Đức Phật là người nêu ra, đưa ra Ba Ti Mốc Khá. Nhưng bây giờ Đức Phật lại chế định rằng chư tăng là sẽ là người đọc tụng Ba Ti Mốc Khá, từ cái câu chuyện này mà ra. Bây giờ cũng vậy, tại sao mà ngày 14 lại đưa các câu chuyện này ra để mà chia sẻ chúng ta? Bởi vì từ cái câu chuyện này, từ cái nguyên nhân, cái vấn đề, cái câu chuyện này mà Đức Phật thuyết cái bài pháp nói về tám cái sự vi diệu của biển. Cũng vậy, trong giáo pháp của Đức Phật cũng giống như biển vậy. Trong giáo pháp của Đức Phật cũng có tám cái sự vi diệu giống như biển. Vậy cái đề tài hôm nay, Ngài Tâm Tạng 14 sẽ chia sẻ đến cho chúng ta. Dạ hàn đủ, bên lê sù đệ, ai dạ gà, bên lê tâm ốc đề ra sù đệ ai dạ gà. Đi lê mà gà, lê ngà mai, nét đề gì gà ai lọt thì nét đề sù bì mẹ. Chắc chắn nét đoá ràm hộ bù, gắn giận mà, đề bì, nà bì, tông bì, ngà bì, xe bì, đi lù, xe bì, nọ bì rõ, đà phà lô, ngà phà lô, đà mai, tông mai, lù nét đoá rà, xe tay nét đoá rà.
bên lề cái ascend đại nét đoạt ra, cang chi anh đi xa bi đó ascend đại nét bi đó đoạt ra, ở đây luôn bé, yến luôn, ngáp hay ấy, ta thân nào ấy, chân sen đi ha, ascend đại nét sai đoạt ra, bên mà u số, ta na cứ đồ cao mu đi lâu đề, tỷ lệ sau tỷ đề, tỷ lệ số đề khám mà lề bé, ngáp ba tỷ lệ, sáu ba tỷ lệ, bảy ba tỷ lệ. Yahan lo chan tong ap do nya na se khun na twe do pali mokkha tan wara dila pi lo tamatha vipattana zan me phu a di lo myo a sin atai na shai na shai na shai mi do twa de kwa de a ra ha tadana ro ye thu cha an bwe ya be de pen le ne tu de de vậy tám sự vi diệu đặc biệt thù thắng của biển. Vậy tám cái sự vi diệu đó chính là gì? Đầu tiên, Ngài nói rằng biển, cái sự vi diệu đầu tiên của biển là gì? Chính là biển là không có dốc. Nó kiểu là Ngài rằng nó sẽ đi theo tùng nó sâu, mức độ sâu của biển á, thì rất là sâu, Ngài nói rất là sâu. Nó rất là sâu. Thì biển là sâu theo gọi là từ cạn vào sâu, có đặc tính là gì? Là từ cạn vào sâu. Là cái biển á, Ngài nói rằng biển cả dốc xuống dần dần, nghiêng xuống từ từ, chứ không phải đột ngột dốc xuống thẳng tắp như là vực thẳm. Có nghĩa rằng biển là nó sâu từ từ vào, từ cạn vào sâu, chứ không phải nó dựng đứng có một cái hang sâu xuống, là không phải. Mà biển là gì? Luôn luôn là gì? Đi từ cạn vào sâu tuần từ. Lúc ban đầu ở bờ biển thì sao? Thì cạn. Biển lúc ban đầu ở bờ biển cạn, rồi đi ra ngoài biển từ từ bắt đầu nó sâu dần tuần tự như vậy. Nó nghiêng dần tuần tự vào càng bộ sau như vậy. Nhưng mà nó không có vụ là dốc dựng đứng xuống. Tự nhiên ngay đây đoàn chỗ đây là cạn rồi sao? Ngay chỗ đây là sâu liền, là không phải. Biển là không như vậy. Biển là tuần tự từ cạn vào sâu. Biển có tuần tự như vậy. Đó là cái đặc tính vi diệu đầu tiên của biển. Thì nói rằng cũng vậy, biển có cái đặc tính từ cạn vào sâu như vậy, không có đột ngột, không có dốc xuống thẳng tắp như là vực thẳm. Thì cũng vậy, đó là cái sự vi diệu của biển. Thì nói rằng trong giáo pháp của Đức Phật, trong giáo pháp của Đức Như Lai cũng vi diệu giống như biển vậy. Vậy cái sự vi diệu là gì? Biển từ cạn vào sâu. Thì trong giáo pháp của Đức Phật cũng có sự vi diệu là gì? Cái lộ trình tu tập cũng từ tung từ cạn vào sâu, cũng giống như biển vậy, chứ không có đột ngột giống như là hồ nước hay là sông nước đó. Thì như thế nào là từ cạn vào sâu, tung từ cạn vào sâu? Thì giáo pháp của Đức Phật bắt đầu là gì? Bố thí đa ná, làm những cái phước thiện, những cái phước sự, những cái công đức phước thiện. Rồi sau rồi tiếp tục là gì? Là trì giới, là việc tu tập giới. Lúc thì chúng ta thì thọ trì 5 giới, 8 giới, 10 giới, hoặc là 227 giới của vị tỳ kheo. Đó, có nhiều loại giới như vậy. Rồi khi chúng ta bố thí trì giới rồi sao? Rồi chúng ta thực hành thiền định, để chúng ta đắc vào các tầng thiền định: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, bát thiền. Đó. Rồi tiếp tục chúng ta tu tập thiền tuệ Vipassana, để chúng ta thành tựu đạo và quả, bốn đạo bốn quả. Đó. Thì Ngài nói rằng cái con đường giáo pháp của Đức Phật, cái sự hành trì tu tập của Đức Phật cũng tuần tự thứ lớp như vậy. Nó cũng đi từ cạn vào sâu, từ cạn vào sâu. Nó cũng giống như là biển vậy. Biển cũng tuần tự từ cạn vào sâu. Đó là cái đặc tính đầu tiên vi diệu của biển, và cũng tương tự cái sự vi diệu của giáo pháp của Đức Phật. Nó tự xác gà, yán đủ, bên lê tâm bốc đà sù đà, dê tết chế, dê chá chế lù xì đề. Rồi dê tết chế mà, dê tết chế mà, bên lê yì đi hà, bà lò bè tết tết, gán hù, bên lê gán giác gù, mà chô bù dì gà lì, mà chô bù rè. Rồi bông bông đồ đi, tsunami đó ngà rồi cang ổ chở ra ấy lụt đấy, ta khắp xét đam yêu mà xô lụ vợ nó, ấy đi làm yêu, nhà đó áp chân đó bên lề gì đi xô ra cang ổ lông mà mà chở u đấy, nhà hàng đó đấy, ấy đi lụt về đấy, nhà shop hay gì ta đến nào mà, ta đến nào muốn thay nhà hàng đó đi à đấy, nhà shop hay đi nhà thay đấy, parasita liba xô đấy, thế cái, ấy đi lông mà mà chở lông nhà mẹ đấy nhà u bê đồ mà. Mà chú lòng chá bú, sáng thánh chá đế, ở đây này lê bí đó, sáng thánh chá đế, ta chóng mô lô, ta thân nà rô hà, ở đây lô thu chá bí đó, bèn lê nè tu bà đế. Vậy cái sự vi diệu thứ hai của biển là gì?
Ngài nói rằng những biển là gì? Cái ví dụ thế này là biển luôn luôn ổn định. Có nghĩa rằng tuy lúc thì nước lên nước xuống, nhưng mà biển luôn luôn ổn định. Có nghĩa rằng biển luôn luôn ổn định, nước không tràn lan ra khỏi ranh giới của biển. Có nghĩa là sao? Là nước không tràn ra bên ngoài, ngoài ranh giới của biển. Ví dụ ngài nói rằng ví dụ những cái sông hay là hồ nước là hay là những cái nơi khác đó, sông hồ đúng không, thì đôi khi là vì nước có thể thủy triều lên đúng không, làm cho nước nó tràn ra bên ngoài, nó tràn lên bờ ra bên ngoài. Đó là các trường hợp bình thường của sông hồ. Nhưng mà biển thì sao? Biển là luôn luôn được duy trì như vậy, không bao giờ tràn ra bên ngoài, luôn luôn được có sự ổn định. Đó là cái sự đặc biệt của biển. Biển không bao giờ tràn, nó vẫn giữ sự ổn định như vậy. Thì cũng vậy, đó là cái đặc tính vi diệu thứ hai của biển. Cũng vậy, trong giáo pháp của Đức Phật cũng có sự vi diệu như vậy. Thì cái sự vi diệu thứ hai của trong giáo pháp Đức Phật là gì? Chính là khi Đức Phật chế ra giới định bất cộng trụ, bốn pháp bất cộng trụ đối với tỳ kheo, thì khi chế định bốn pháp cộng trụ đó thì bốn pháp đó không bao giờ được tái phạm, các vị không bao giờ tái phạm. Đó là cái điều đặc biệt thứ hai trong giáo pháp của Đức Phật. Có nghĩa rằng bốn pháp cộng trụ chính là suy nghĩ lại, bốn pháp cộng trụ là gì? Thứ nhất là gì? Là giết người là một nè. Thứ hai là gì? Là hành dâm. Thứ ba là trộm cắp. Và thứ tư là khoe pháp vật câu nhân. Đó là bốn pháp thuộc về bất cộng trụ. Và khi Đức Phật chế định rồi thì sao? Là bốn cái pháp đó luôn luôn được tuân thủ thực hành theo, không bao giờ phạm vào bốn cái pháp đó. Không bao giờ phạm vào bốn pháp đó. Là một vị chân tu, một vị tu sĩ không bao giờ phạm vào cái pháp đó. Luôn luôn được duy trì, luôn luôn được gìn giữ cái lời dạy của Đức Phật, không bao giờ vượt qua để mà phạm vào bốn cái điều đó. Thì cũng giống như vậy, đó là cái sự vi diệu thứ hai của trong giáo pháp của Đức Phật. Yahanu not a mu ga pen le ma an o bwe ya thu cha mu not a mu shi de a da ga ro ba le so ro pen le de ma a kaung ni nga ni lait ni a de lo ye khu ni ganan ni a belo a kaung ba phit phit pen le the ma ti song twa yin a de lo te pi lo ma pauk ni de a kaung ni ko pen le ga lat ma khan bu a con lo ko ye lai ne pauk pi lo kan ko po lai de be ro ma a de lo a kaung bauk di ne be ro ma pen le ga a tu ma ni bu ma sat san bu yahan lo a de lo be nga phaya ye ta da na do ha le be anu amatan ma myan myat de di lo myo parasit ka cha pi lo pauk swe ni de a kaung ni ta da na do the ma be lu ma ni lo ma ya bu a ra ta ni ni ne ta da na ro ye pyan pa ko yauk twa aw di ta da na ro ga pauk thauk lai sa mye be a ri lo be ro ma ta da na ro de ma di pauk ti la pauk ni de ti la pyet ni de ko ro ri ne a du du ma phit chin ha le be ta da na ro ye de ge ko an aw bwe ya pen le ne du de an aw bwe ya de chet ba be lo ho bya. Tiếp tục, cái điều thứ ba ví dụ của biển chính là gì? Là ngài nói rằng biển cả không dung chứa xác chết. Có nghĩa rằng trong biển đó có rất là nhiều con vật đúng không? Nào là cá, tôm, cua, rất là nhiều con vật. Bất kỳ con vật nào, khi con vật nào chết á, ở ngoài biển á, thì biển không bao giờ chất chứa. Thì biển sẽ tìm cách gì? Sẽ đẩy cái xác chết đó lên bờ. Sẽ đẩy cái xác chết đó nhanh chóng, đẩy xác chết vào bờ và xô nó lên mặt đất. Đó là cái đặc tính vi diệu của biển. Đó, thì biển không bao giờ nhận xác chết. Những con vật nào, bất kỳ con vật nào chết, thường thường là nó sẽ xô vào mặt biển rồi nó đẩy lên bờ luôn. Còn trong biển cả không bao giờ tiếp nhận. Đó, thì đó là cái sự vi diệu đặc biệt của biển. Thì cũng giống như vậy, trong giáo pháp của Đức Phật cũng có tương tự như vậy, cũng có sự đặc biệt là gì? Là trong giáo pháp của Đức Phật cũng không chấp nhận với những người phạm giới Parachika, với những vị tỳ kheo phạm vào bất cộng trụ, phạm những cái lỗi lầm mà Đức Phật đã chế định. Bất cộng trụ là những cái lỗi mà gọi là không còn, khi một vị tỳ kheo đó phạm rồi thì sao? Là không phải là tỳ kheo nữa. Thì cũng vậy, trong giáo pháp của Đức Phật, trong cái giáo pháp thanh tịnh của Đức Như Lai, thì không bao giờ chấp nhận chấp chứa với những vị phạm giới bất cộng trụ. Khi một người phạm giới bất cộng trụ thì sao? Thì tự nhiên một ngày nào đó họ sẽ rời tăng đoàn, họ sẽ từ bỏ tăng đoàn, họ không thể sống chung với tăng đoàn thanh tịnh được. Đó là cái sự vi diệu đặc biệt trong giáo pháp của Đức Phật. Yahanu not a chakaro pen le tamudra ma
Bên lề tâm mộc đà mà bê lô thu cha mù xì lê sổ đó. Bên lề tâm mộc đà thê gù đi Myanmar nè ngang gà miết đi. India nè ngang gà miết đi. Vietnam nè ngang gà miết đi. Nó bí đó America nè ngang gà miết đi. Sa di phiên miết đi gà. Si huyền nì đê. Bí đó. Còn gà ngà lê bè mù đi. Yua cha đê. Ê đi lù bê lù bè yua cha yua cha. Miết đi đi mô đi phô môn đồ miết đi 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 gà bà lọ bè dì đi huyền huyền đi bèn lè thè dọc đoá đè khả mà đá gà biên nàng gà đá gà miên mà nè ngàng gà đá gà mì rì càng gà lô lô ngà tà mà lù mì yà rò vù mì nà mà tà mìu rè chè đoá đè ế đi mì tà mìu gà rò á lông bì bèn lè bà bè yà hàn lù ế đi lù bè tà thà nà rò mà သာသနာတော်ထမ်းမှာသာသနာတော်ကိုထမ်းဖို့ဝင်လာကြတဲ့ယဟန်တော်တွေဟာမြန်မာလူမျိုးဖြစ်မယ်ဗီယန်နာလူမျိုးဖြစ်မယ်အမေရိကန်လူမျိုးဖြစ်မယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံလူမျိုးဖြစ်မယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အပြန်ပမှာကွဲပြားမှုရှိပေမဲ့သာသနာဝင်ထမ်းကြတဲ့ယဟန်တော်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့အမီနာမတမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမီနာမတမျိုးကတော့ဖယားသားတော်တန်ဃာတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့
phiết tòa ra ha ta thân na đồ ye an bùi ya ba bê lu phô bia ba đê. Tiếp tục cái sự vi diệu đặc biệt của biển thứ tư, cái điều thứ tư chính là gì? Nghĩa rằng tất cả con sông mà trước khi nó chưa đổ vào biển nó có tên tuổi, nào là sông này sông Việt Nam, sông của Việt Nam, sông của Myanmar, con sông này của Việt Nam, con sông này của nước Myanmar, con sông này là của nước Mỹ, con sông này của nước này nước kia, nó có tên tuổi đúng không? Tất cả con sông đều có tên tuổi cả. Nhưng mà tất cả con sông này là sao? Đều đổ vào biển, đều chảy vào biển. Thì khi tất cả con sông này chảy vào biển thì sao? Thì nó không còn tên tuổi nữa. Nó chỉ được gọi trong loại gì là biển mà thôi, không có sự phân biệt nữa. Khi nó chưa chảy vào biển thì đủ loại tên hết, tên này tên kia tùm lum la hết. Nhưng mà sao? Khi chảy vào biển rồi thì không có cái tên nữa, mà chỉ chung một cái tên thôi là biển. Đó là cái sự đặc biệt ví diệu thứ tư của biển. Thì cũng vậy, trong giáo pháp của Đức Phật cũng có cái sự ví diệu tương tự giống như vậy. Thì Ngài nói rằng trên thế gian này có rất là nhiều hạng người đi xuất gia đúng không? Người cao sang quyền quý, người thấp hèn, rất là nhiều hạng người. Người giàu sang, người nghèo hèn, rất là nhiều hạng người. Thì tất cả những người đó khi xuất gia trở thành tỳ kheo, tỳ kheo ni đó, thì cũng được gọi chung là gì? Cũng được gọi chung là con của Đức Phật, con trai, con gái của Đức Phật thôi. Chứ không gọi là phân biệt là người này là công tử, người này là đại gia, người này là tiểu gia, người này là người kia, người nọ, người này là người giàu, người nghèo. Không có phân biệt như vậy. Khi mà họ chưa xuất gia, họ thể là có bất kỳ cái tên tuổi nào đó, không cần biết họ là người này người kia, đó là việc thế gian. Nhưng mà khi họ vào giáo pháp của Đức Phật, xuất gia trở thành tỳ kheo, xuất gia trở thành tỳ kheo ni, sống trong giáo pháp của Đức Phật, thì chỉ có một tên gọi là gì? Con trai của Đức Phật, con gái của Đức Phật mà thôi. Như vậy. Dạ hắn đủ quen lại tâm ước ra vậy. Nó tâm yếu thú cha giác gà rồi bà lê sủ đó. Đi nên ngàn đi mà xí giá đề miết đi gà dì đi hà. Quen lại thay gù xí vẹn đoá đề. Mô bò gà mô yì đi gà lê vẹ. Mô đi chí chê yu à chá đề. Ê đi lù xí vẹn lù mô đi yu à chá lù lê vẹ. Quen lại yì gà tà á dì. Đẹp mà là bù. Bí đò mô khóng nì lù mô đi. Mà yu à chá bù. Lù sù lê khá mà lê vẹ. Quen lại yì gà tà á dì. Dô đoá rè sù đá. Mà đi đà bù. Đi lù tô là rà. Dô đoá rà hà. Thang xá mù mà xì bù. Bù mà bè. Xê nì rà hà lê bè. Đi bèn lê yè thú chá mù phít tà lù bè. Ngà phá yá yè tà tà nà rô mà. Tà yá rì á thô bí đò. อรัตตมะอรัตตภูเนี่ยนิพพานကိုမျက်မှောက်ပြုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြာကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားလို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားတဲ့ခါမှာနိဗ္ဗာန်မှာလူဦးရေတိုးလာတယ်လူဦးရေလျော့သွားတယ်အဲ့ဒီလိုမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဒီသာသနာတော်ရဲ့ထူးခြားမှုဟာလည်းပဲပြန်လည်းနဲ့တူတဲ
Tiếp tục, cái sự ví dụ đặc biệt của biển thứ năm là gì? Thì Ngài nói rằng cái sự ví dụ thứ năm của biển chính là tất cả con sông đều chảy vào biển không? Các nguồn nước chảy ra biển, nó chảy rất là nhiều. Những con sông này, con sông nước này, con sông nước kia, tất khắp nơi đều chảy vào biển. Nhưng mà nước biển thì sao? Không bao giờ tăng giảm, nước vẫn giữ nguyên như vậy. Và không những vậy mà tất cả những cơn mưa, đúng không? Thường thường những cơn mưa, rất là nhiều cơn mưa, nó mưa rất là nhiều, nó mưa xuống biển, rồi những con sông chảy vào biển, nhưng mà nước biển thì sao? Vẫn giữ nguyên như vậy, không tăng, không giảm. Đó. Thì nói rằng, cũng vậy, đó là cái sự vi diệu đặc biệt của biển. Biển không tăng, không giảm, đó, nước biển vẫn giữ nguyên. Thì đó là cái sự đặc biệt thứ năm. Thì cũng vậy, trong giáo pháp của Đức Phật cũng có cái sự vi diệu giống như vậy. Ngài nói rằng, trong giáo pháp của Đức Phật có rất là nhiều người chuyên tu tập và rất là nhiều người chứng đắc được đạo quả, bốn đạo, bốn quả và Niết Bàn. Có vô số người chứng đắc đạo quả, Niết Bàn. Nhưng mà Niết Bàn không bao giờ đầy, thánh nhân không bao giờ đầy. Khi mà nói rằng mình nói rằng có nhiều người đắc đạo quả thánh nhân như vậy thì làm sao cái nơi cái chỗ ở của thánh nhân nó đầy rồi, làm sao là những người khác đắc thì hết chỗ rồi? Cái đó không phải. Trong giáo pháp của Đức Phật á, dù bao nhiêu người đắc đạo quả thánh nhân, dù bao nhiêu người thành tựu đạo quả và Niết Bàn thì Niết Bàn không bao giờ đầy, vẫn nguyên như vậy, vẫn giữ nguyên như vậy, không tăng không giảm, không bao giờ đầy. Đó là cái sự đặc biệt của thứ năm của trong giáo pháp Đức Phật. Dạ hả lụ Bên lê yếc thu cha mụ nọ tâm yếu gà bê lù lê sù đọ nhà mà nâng ngà mà xì đẹp bên lê gù bê đi xà nè tù chì đi phía xì bì yên à America, India bên nâng ngà ngà bê phía phía bên lê yếc gù xà nè yếc chì đẹp khà mà yá là tâm yếu thê thuật đê Eddie a yada the mugado, nando a yada pede, da ha ben lay yet, two chamu be, yahando, Eddie lube, ben lay yet, two chamu, a yada the mute tread the lube, na paya yet, tadanaroma, she the miado, jensen the aloha, a yada the kude shide, Eddie a yada the kugado, lum yamu pede, lum yamu a yada sura babiole, na ma di lago chantong yen. Nga ba di la chen tông de bô gu gà yak quét hèm ma, a pan khan yada, lum yọt de, nga mè su di nè chu gia ra di, lum yọt de, nga bì đô, di tamata vipatana di, chen tông mè su yên lè vè, ki li ta di, a non pue di gan di, lum yọt de, a bù di gà lum yọt de, nè bàn di gu, nhà mè bù mè su yên, do ka a lung gà lum yọt de, edo, di lang a di sa bì đô, ho mè pu nè bàn di, Along the Yasop Yaye, the Yaro Manamiadi, a yard that the muted treader, Eddie Yada got a lum yong with your body. Go away, cái điều thứ sáu là gì? Ngài nói rằng biển đúng không? Biển của nước Việt Nam, rồi biển của nước Myanmar, rồi biển của Mỹ, tất cả những cái điều gọi là biển. Thì khi biển thì sao? Khi mà chúng ta lấy tay chúng ta chấm vào nước biển và chúng ta bỏ vào lưỡi thì chúng ta sẽ cảm nhận được gì? Biển đều chung một vị, một hương vị, chính là vị mặn. Dù là biển Việt Nam, hay là biển Myanmar, hay là biển nước Mỹ, thì đều chung một vị hết. Đều là một vị mặn. Đó là cái sự đặc biệt vi diệu của biển. Tất cả biển trên quả địa cầu này đều chung một vị, chính là vị mặn. Đó là cái sự vi diệu thứ sáu của biển. Thì nghe rằng trong giáo pháp của Đức Phật cũng có cái sự vi diệu tương tự như vậy. Như thế nào? Thì nói rằng trong giáo pháp bất kỳ những người nào tu tập thực hành theo lời dạy của Đức Phật thì tất cả những người đó cuối cùng đều hưởng chung một hương vị, đó chính là gì? Là vị giải thoát. Vị giải thoát không còn phiền não khổ đau nữa, chính là gọi là vị giải thoát. Thì nói rằng vị giải thoát là như thế nào, đúng không? Ví dụ ngài nói rằng ngài phân tích kỹ hơn là như nào? Ví dụ khi một người thọ trì năm giới, đúng không? Thì khi một người gìn giữ năm giới thì sao? Ví dụ thì tránh được những điều nguy hại. Ví dụ khi mình không trộm cắp, đúng không, thì làm sao mình bị cái chuyện mà người ta bắt bớ mình, là vu khống bắt bớ mình là người trộm cắp đó, bởi vì mình trong sạch về giới đó, là giới sẽ làm cho mình tránh những cái điều nguy hại đó, là mình đang gì, mình đang thoát khỏi, mình đang giải thoát, mình đang thoát khỏi những cái sự nguy hại. Thứ hai, thiền định, đúng không, tâm của mình, về khi mình tu tập thiền định, tu tập định
tâm mình luôn luôn sống trong sự phiền não, bức rất khó chịu đúng không? Mình đang bị trói buộc với phiền não như vậy. Nhưng mà khi mình thiết lập cái sự định tâm tu tập thì sao? Thì tâm mình bắt đầu an tịnh, mình đã thoát khỏi cái sự trói buộc phiền não đó. Rồi tiếp tục mình tu tập thiền Vipassana, thiền tuệ. Khi mình tu tập thiền Vipassana thì sao? Mình sẽ chấm dứt hoàn toàn những phiền não, mình thoát ly sinh tử, mình thành tựu bốn đạo bốn quả niết bàn. Đó, thì đó chính là gì? Đó chính là hương vị của sự giải thoát. Dạ hả nụ Nam bác khuân là khu nhọ Bên lê yết thú cha mụ Gà bà lê sù đọ Bên lê rè mà Anh lòng ạp hốt đằng nè Yà rà nạp yết xí đi hà Hò đi gông mì mà thẹt Bù bì đọ nhà mà rè Ê đi lô Anh nhu mưu đọ yà rà nạp đi Bên lê mà Anh nhá chi xí nì đà lê bè Bên lê yết thú cha mụ bà bè Dạ hả nụ Ê đi lô bè Ngā phía yé bốc đàn nhá sùa tát nà mà Yé rà nà rì bì nì bà rè Ê rì yé rà nà rì gà rò Bà rì lè sù rò Ê rì bà lì bà, trì bà thang lì bà Ê rì ngà bà, bù ngà bà Bố zhàn khu nà bà, mẹ gàn shì bà Ê rù tông zhàn khu nà bà dò Bò rì bà khí à dì yà rì Bì nì rè, dì lù chàn zhàn rì Bì nì rà hà Ngā phía yé tát nà rò mà Yé rà nà bì xì A potent yaranari Titadana joji Pola mada janine yaranari Tadana roji machine Matuyanine Tadana roriha Die Tadana ro drama Along amadama Yabiara haleve Penle net dure Tegegube an obuya to kupchabare. Rồi tiếp tục cái sự ví dụ thứ bảy của biển là gì? Thì nghe nói rằng cái sự ví dụ thứ bảy của biển là ở nơi biển khơi, biển rộng mênh mông, thì trong lòng biển á sẽ chất chứa vô số những cái châu báu quý giá. Nó có ở nơi biển luôn luôn có vô số những cái châu báu quý giá cao quý. Đó. Thế rằng nào là đá quý, rồi rất là nhiều những cái vật quý giá đang ở trong lòng biển, những cái châu báu quý giá trong lòng biển rất là nhiều. Vì vậy đó là gì? Đó là cái sự đặc biệt thứ bảy của biển. Biển luôn luôn, ví dụ trên thế gian này có bao nhiêu châu báu không, quý giá không, thì biển cũng có vô số châu báu quý giá như vậy. Đó là cái sự đặc biệt thứ bảy của biển. Thì cũng vậy, trong giáo pháp của Đức Phật cũng có cái sự đặc biệt như vậy. Trong giáo pháp cũng có, Đức Phật cũng có cái châu báu quý giá chứ không phải riêng về biển. Vậy cái châu báu quý giá trong Đức Phật, trong giáo pháp Đức Phật chính là gì? Chính là 37 phẩm trời đạo. 37 phẩm trời đạo chính là gì? Chính là những châu báu quý giá trong giáo pháp của Đức Phật. Vậy 37 phẩm trời đạo chính là gì? Chính là tứ niệm xứ, tứ chánh căn, tứ như ý túc, năm căn, năm lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Đó là gì? Đó là 37 phẩm trời đạo. Đó là những châu báu quý giá trong giáo pháp của Đức Phật. Vậy biển có những châu báu quý giá, đó là sự ví dụ của biển. Thì tương tự giáo pháp Đức Phật cũng có những cái châu báu quý giá của trong giáo pháp Đức Phật. Dạ hả nụ Nó sống sẽ đẹp Bên lê yê an ô vô yà thu cha chạc gục yô mê Nó sâu mà Bên lê tâm ốc ra hà bê lù an ô dạ xì lê sù rô Đi A lô em đà mạ chi mạ rè vui là ngà rì Đi tâm mai nì bà xì rè vui là ngà rì Ê lù a con a chi gì rì hà Đi bên lê tâm ốc ra mạ bê nì lù yà rè Bà xì lù lê sù rô Tô lù nì lù yà rè tô lù bìu lù yà lọ tê Đi bên lê gì gà nét lù bà bè Ê đi lù bè Yà hàn lù Đi A rì yà bò gù xì yà lù khò rè Mẹ gà thàng bò gù lì yà Phà thàng bò gù lì yà sù rè Bò gù dù Xì yà hà lè bè Đi tà thà nà rù mà bè xì nàng dè Đi tà thà nà rù mà bè bò chôn nàng dè Đi tà thà nà rù mà bè phì bò nàng dè Bà phì lù lè sù rò Đi tà thà nà rù mà bè Bò gù dù dì phì an chàng lù yà rè Tâm thà vi bà tà nà chàng dân dì xì lù phía bà rè Đà dòng bù lù Đi bò gù dù dì Bò là rè Bò gù dù dì bìo rè sù rè Đi tà tà nà rù hà Bèn lè nè dù rè Thu chà rè A yà Phía bà rè lù Nhà sò phía gà hò bìa bà rè Tiếp tục cái sự ví dụ thứ 8 của biển chính là gì? Biển rất là rộng mênh mông, biển nước rất là sâu. Vì vậy trong lòng biển sẽ chất chứa những con vật khổng lồ, đúng không?
Thì Ngài nói rằng ở biển có những con cá nó to khổng lồ lắm. Nó to hàng cây số, một cây số, hai cây số, nó rất là lớn. Với cái chiều cao rồi chiều dài khổng lồ như vậy, cân nặng như vậy. Thì nói rằng biển luôn luôn chất chứa những con vật khổng lồ như vậy. Đó là cái sự vi diệu của biển. Biển có thể nuôi dưỡng được những con vật khổng lồ đó, đúng không? Ví dụ trên bờ chúng ta đâu có khả năng mà nuôi được những vật khổng lồ như vậy, đúng không? Thế rằng Ngài nói rằng biển luôn luôn có cái sự ví dụ là gì? Là chất chứa tất cả những con vật khổng lồ như là cá, rất là nhiều con vật, rất là, nó có cái kích thước rất là lớn. Đó là cái sự ví dụ của biển. Thì cũng vậy, trong giáo pháp của Đức Phật cũng có cái sự ví dụ giống vậy. Trong giáo pháp của Đức Phật cũng chất chứa được những vật khổng lồ, những vật to lớn, đó chính là gì? Những bậc khổng lồ, những bậc to lớn là gì? Chính là những vị tu tập và đắc được bốn đạo, bốn quả và niết bàn. Chính là tám bậc thánh nhân. Tám bậc thánh nhân là tu đà hoàng thánh đạo, tu đà hoàng thánh quả, tu đà hàm thánh đạo, tu đà hàm thánh quả, a na hàm thánh đạo, a na hàm thánh quả, a la hán thánh đạo và a la hán thánh quả. Chính là gì? Tám bậc thánh. Bốn đạo, bốn quả là tám. Thì tám bậc thánh này á là gì? Là những nhân vật khổng lồ. Bởi vì sao? Không phải là phàm phu nữa, là thánh nhân rồi. Phàm phu thì nhỏ thôi, nhưng mà khi đắc thánh nhân rồi, thánh nhân thì là chính là những nhân vật khổng lồ. Đó. Nhưng mà những nhân vật khổng lồ chính là gì? Sống trong giáo pháp của Đức Phật. Giáo pháp của Đức Phật luôn luôn chứa đựng đầy đủ, dù là những bậc khổng lồ thánh nhân đó xuất hiện, trong giáo pháp Đức Phật luôn luôn được chứa đựng. Đó là cái sự đặc biệt vi diệu thứ 8 của giáo pháp của Đức Phật. Cũng tương tự như vậy, biển có khả năng gì? Chất chứa những con vật khổng lồ. Thì trong giáo pháp của Đức Phật cũng có khả năng chất chứa được những bậc thánh nhân đắc đạo quả. Nhà sở phía gà, bây giờ xin nhớ của mây bí đề nọ mà nhà sở phía gà sắp đi đó, bây giờ mây lấy sổ đó. Nhà hắn đồ, anh này của tê chàng mô tha nhé. Anh thấy mà mô mà sổ vụ. Né? Mô mà sổ vụ. Đã bị mẹ lụ, dán đi, lụ đi, ạ chích lâu thả bị đó, phong thả mẹ, mô thả mẹ, cả thả mẹ, sâu nhận đó, bố bị đó, sâu đấy, bố bị đó, ạ chích chí đấy. Đã cho mô lụ, ạ chích bị lâu thả nhận, mà bà ra dì gà chá đấy xuống lấy, lụ thoát bà. Đế thân à chá đấy, ạ bà xuống lấy, đế thân à chá bà, lụ đi lấy, chích mà sâu gà ra xì nhận, phuên phô bị đó, tông bằng bà. Đã sâu yên, ác vụ đồ đi, giác đăng đoá lệnh mẹ. Đã cho mô lộ, yên lộ, mì mì lộ, ập dịch xì lệ sâu yên, phân phô chá bà. Lông châu ngọ mô thà ra sâu là, ếm mẹ gong này. Cô yên ập dịch đi vô phong thà lệ sâu là, ác vụ đồ đi, nhá lệ lộ. Nhá sọ bà gà, đi nê yà mà, á chàng bà lệ. Thì Ngài nói cái này rất là hay, chúng ta cần phải nhớ kỹ. Ngài nói rằng một ngôi nhà mà không bị mưa làm ướt đúng không? Thì cần phải có một cái mái nhà che đậy thật vững chắc đúng không? Một cái căn nhà như vậy muốn cho mưa không lọt vào, không bị ướt ấy, thì phải cần cái gì? Chuẩn bị gì? Cũng phải cần chuẩn bị một cái mái nhà thật vững chắc. Khi một cái mái nhà thật sự vững chắc thì sao? Thì trong ngôi nhà đó sẽ không bao giờ bị ướt, luôn luôn được che đậy bởi mái nhà. Khi mái nhà được vững chắc được thì sao? Thì những người sống trong ngôi nhà đó luôn luôn được che đậy, không bao giờ bị mưa làm ướt. Đó là sự tốt đẹp của ngôi nhà. Nhưng mà Ngài nói rằng đối với một con người, một chúng sanh hay là một vị tỳ kheo che đậy những cái lỗi lầm của mình ấy thì sao? Thì càng bị ướt. Ngài nói rằng không? Cái ngôi nhà mà có một cái máy lợp che đậy vững chắc ấy, thì ngôi nhà đó không bị ướt. Nhưng khi một người nào đó sống phạm giới, sống mang những cái lỗi lầm, che đậy những cái lỗi lầm của mình phạm những cái điều kia, mình làm những điều xấu ác đúng không, rồi mình che đậy những cái xấu ác của mình thì sao? Thì càng ngày cái xấu ác mình càng bị ướt, càng bị dính mắc, càng bị khổ đau, càng bị phiền não. Đó, ngôi nhà thì phù hợp, nhưng với chính mình che đậy, mình lấy mái nhà để mình che đậy thì ngôi nhà phù hợp, đối với ngôi nhà phù hợp, nhưng mà đối với mình thì sao? Không phù hợp. Mình che đậy lỗi lầm của mình ấy, thì không bao giờ phù hợp. Mình càng che đậy thì càng ướt, càng bị ướt, càng khổ đau, càng phiền não. Thì Ngài nói vậy, nếu là một vị tỳ kheo phạm parachika thì nên hoàn tục, đừng nên che đậy cái lỗi lầm của mình. Càng che đậy càng ướt, càng phiền não, càng khổ đau. Hay là một vị tỳ kheo phạm abati, phạm những cái lỗi nhỏ có thể sám hối, thì cần phải minh bạch đến một vị tỳ kheo để mà trình bày cái lỗi lầm của mình để sám hối, chứ đừng nên che đậy.
Cũng vậy, đối với một người cư sĩ thiện nam tín nữ, khi mình phạm bất kỳ những lỗi lầm nào thì đừng nên che đậy lỗi lầm của mình, mà hãy tìm cách sám hối. Ví dụ mình làm lỗi lầm đến một vị nào đó thì mình đến sám hối vị đó, hay là mình làm một lỗi lầm nào đó thì mình cần nên hổ thẹn ghê sợ đó. Đừng nên che đậy. Cái sự che đậy nó hợp với mái nhà che đậy thì nước mưa sẽ không vào, nhưng đối với mình phạm những lỗi lầm thì đừng nên che đậy, mà cần phải trình bày minh bạch để cho người khác biết, để mình sám hối, mình biết lỗi, hổ thẹn ghê sợ. Ta cho rú đà mà bong từ đó bong được nhớ sợ bây giờ khó khề để cái gì về ăn bùa nhà con thế ta thân nào rồi gì nhé rú đà mà thì chung tuổi đi già lắm sẽ bảo đấy anh nói em ta mà già là nạp cho xí điểm nhà đấy ta thân nào rồi gì nhé chung tuổi đi già lắm sẽ bảo đấy mà con đấy già đi nhé bao lâu mà giờ đấy ta thân nào rồi nhé chung tuổi đi già lắm sẽ đẹp đấy thì ta thân nào rồi gì thế cả nề bi đó mi mi đôi đấy ta na đi ti la đi ta mà tha vi bát thân na sa xí đấy anh miu miu đó già là nạp cho xí đi giá xí ăn chiếu giá bi đó mà nấy bằng thì chẳng đạt được cả đi yashi ja ba ze lo san da pyu yin phong mong ye o wa ra ko ni gong kan pa song tat ba de. Cũng vậy, đúng không? Thì nghe nói rằng khi mà chúng ta bước vào đạo thì tất nhiên khi cái bài pháp này nói ra thì chúng ta sẽ hiểu, chúng ta sẽ biết được cái sự vi diệu. Khi mình sống thấm nhuần trong giáo pháp thì mình sẽ hiểu cái sự vi diệu của giáo pháp. Thì cũng vậy, tất nhiên khi mà chúng ta sống trong giáo pháp thì tất nhiên có thể chúng ta gặp những điều tốt đẹp làm chúng ta có niềm tin, tăng trưởng đức tin, nhưng bên cạnh đó cũng gặp những thành phần không tốt đẹp để chúng ta mất đức tin. Thì nói rằng chúng ta cần phải làm sao, chúng ta cần phải tiếp nhận những cái điều tích cực. Thì nói rằng chúng ta cần phải trau dồi những cái tài sản, những cái vật báu cho chính mình, để trang bị chính mình. Đó chính là gì? Chính là sự thực hành bố thí, rồi trì giới, thiền định, thiền tuệ. Chúng ta tu tập trau dồi cho mình thì mình sẽ đạt được cái sự an lạc cho mình. Đó. Thì cũng vậy, cái bài pháp 8 cái sự vi diệu của biển, cũng vậy trong giáo pháp của Đức Phật cũng có 8 cái sự vi diệu tương tự giống như vậy. Đó là cái bài pháp chiều ngày hôm nay và ngày kết thúc bài pháp hôm nay.